Bây giờ ta đến với giấc mơ 6, Bad Dream. Anh em họ từ xa Master D rồi. Xin mời lên sân khấu Master D. Yo. À, chuẩn bị là ta có Gen Rick. Chuẩn bị, ok. Yeah. Bad Dream, DJ, let's go. Yeah, Raphael, you're 1-2, huh? Đêm qua, tao đã mơ một giấc mơ thật là xấu. Người tốt kém nhau đi hết, chỉ còn tồn tại là người xấu. Gia đình tao đi đâu, anh em như rồi bầu. Người hiền lành đã biến mất, còn lại toàn là đầu gấu. Cây cối vẫn ở đây, nhưng lá đã kéo nhau đi hết. Bức tường không còn sạch sẽ, mà vẫn vết máu bê bết. Hồ bơi vẫn còn say, nhưng nước đã không còn. Con người không sống trong yên bình, nhưng chiến tranh sống còn. Đến suốt ngày ngày một lớp dân và thấy người vương vãi. Tiếng sông vỡ ngày càng to và thấy nước không còn vương dài. Đường không còn gây, nhà không còn xây. Những công viên vui chơi đã bị phá hủy và không còn đây. Các em nhỏ không được đi học mà phải ra chạy trốn. Trong một tiếng người thầy đang dạy học toán 3 và 7 4. Những người lớn đang chiến tranh ở ngoài chiến trường. Việt Nam không còn đấu tranh mà phải lên tiếng nhường. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. So I wake up, wake up. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. So I wake up, so I wake up. Cause I have a bad dream. Tao đã mơ một giấc mơ hoàn toàn có thể xảy ra. Vì trong đó từng giọt máu con người đang chảy ra. Tao đã mơ thấy cánh chim không còn bay như cung trời. Thay vào đó là tiếng bom nổ lên đất và bầu trời. Tao mơ thấy. Sự nhiên là tay sai, kẻ ác là người cầm rương, cái tốt về tay ai. Đạo diễn không còn quay những diễn biến kinh đạo diễn. Ai cũng có lời riêng cho mình chứ không còn mạo hiểm. Tình yêu không còn yên ổn mà là sự đấu tranh. Cái suy nghĩ giết chóc ngày càng nung nung nóng mạnh. Tao mơ thấy underground không còn tư nhạc thị trường. Từng rapper không còn phong cách riêng mà ăn cắp của chị Hường. Tao mơ thấy con chức tranh đang sống vì tiền. Nhưng mà đâu có ai biết rằng họ ngày càng bị phi. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. So I wake up, so I wake up. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. So I wake up, so I wake up. Cause I have a bad dream, bad dream, bad dream. Đầu lần mơ. Một chào tay đúng không hả? Yep. Bây giờ là phần nhận xét từ giám khảo. Yo. Trước khi giám khảo nhận xét, hãy nhớ rằng là đây một giấc mơ xấu. Giám khảo anh con nhận xét như thế nào đó. Nếu không tối nay về, giám khảo sẽ mơ thêm giấc sơ mơ xấu không? Lo quen. Không có bị vướng chỗ nào. Nhân vật cũng khá đúng chỗ nhưng mà đầu tới cuối ca bài như không có điểm nhấn ngoài được mấy phút. Hai cái vơ nghe đầu tới cuối nó đều đều đều. Tiêu thì em thấy dùng cũng khá tốt với cái loại này. Tiêu gì cũng rất là tốt. Và anh thích cho trình diễn của em. Cảm ơn.
anh có cái này góp ý cho em. Cái bài này á, em là người kể chuyện, the storyteller, hiểu không sen? Này giống như là khi mà em là người kể chuyện thì em có kể cho bạn em một cái dòng điệu đều đều. Ê, tôi kể mày nghe ngày hôm qua tôi gặp con nhỏ này nó sao sao nó. Ngày hôm qua tao đã làm vậy vậy với nó này làm gì nữa. Em kể chuyện em phải có dòng điệu, em phải có tình cảm cho nó xíu đúng không? Nhưng mà em kể một chuyện, một câu chuyện rất là buồn, là bad dream mà em phải có cái cảm xúc đó, nó phải thống thiết hơn xíu. Em nhớ, nếu mà em muốn bỏ cảm xúc vào thì em phải thuộc lời đó. Anh biết là những cái bài này em chưa có thể thuộc hoàn toàn được. Nhưng em nhớ là khi em thuộc lời thì em sẽ có cảm xúc nhiều hơn khi không thuộc lời. Khi mà em phải chú tâm thì em nhớ cái lyric, thì không thể nào em chú tâm em bỏ cảm xúc vào đó được đâu. Em phải nhớ nó đến mức mà em không cần phải nghĩ tới nó, vì em buông ra vẫn nhớ lyric, thì lúc đó em sẽ có cảm xúc và câu chuyện kể của em nó mới hay. Nếu không phải cái chuyện này hoặc làm vậy với nhỏ này trong lâu ra. Ok, cảm ơn em, chúc em thành công.